Rồi xin chào các bác nha. Tôi là Tĩnh, tôi đang công tác tại Nissan Đông Sài Gòn. Phải nửa năm rồi thì mới quay lại giới thiệu cho các bác về con Nissan Sunny. Đây là con sedan hạng B của Nissan. Nhưng mà Sunny trước giờ thì bán rất ít. Lâu lâu thì bán lô thôi chứ bán lẻ là rất ít, bởi vì cái sản phẩm này nó đã lỗi thời rồi. Nó được ra mắt vào năm 2010. Nhưng mà đến bây giờ là 2020 nó vẫn giữ nguyên một cái form như thế này. Công nghệ không có gì nâng cấp luôn. Cho nên một cái xe mà giữ nguyên 10 năm thì bây giờ nó đã già cỗi rồi và nó đã đi sau thị trường. Rất ít khách hàng có thể lựa chọn và chấp nhận cái sản phẩm này. Đa phần là những người lớn tuổi, những người thích cái sự rộng rãi, những người mà không chê cái bề mặt táp lô bên trong nó quá là cục mịch, quá là cũ kỹ. Thế người ta chỉ yêu cầu một cái xe nó đơn giản thôi và giá nó mềm. Thì đó là những người lớn tuổi. Còn người trẻ như tôi thì rất là khó mà chấp nhận cái sản phẩm kiểu như này. Nhưng mà dù gì thì nó cũng là một chiếc xe đang bán trên thị trường, vẫn sẽ có những cái nhóm khách hàng người ta chấp nhận cái sản phẩm này, cho nên tôi sẽ giới thiệu đến các bác. Nếu các bác nào đang quan tâm thì có thể alo trực tiếp theo cái số để trên tiêu đề ha. Đây là cái con xe mà đại lý tôi cần phải đẩy sớm, cho nên cái mức giá con này đang được ưu đãi rất nhiều ha. Đây là phiên bản dẫn động cầu trước, máy xăng, số tự động, là phiên bản cao cấp nhất ở Việt Nam rồi đấy, và năm sản xuất là năm 2019, màu trắng. Còn nếu các bác muốn lựa chọn những cái màu khác, ví dụ màu xanh ô liu hoặc là màu nâu, thì mình sẽ đợi sang tháng 4 nhé. Mức giá con này là 518 triệu đang niêm yết và tặng phí trước bạ luôn. Thì có nghĩa là mức giá 518 triệu các bác sẽ cộng thêm các loại phí biển số, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, đó một vài cái phí đó. Thì nó sẽ ra giá lăn bánh ở Sài Gòn nó tầm khoảng là 545 triệu. Còn ở các tỉnh khác thì nó sẽ rẻ hơn tầm khoảng là 530 thôi. Đấy. Ngân hàng thì đang hỗ trợ cho mình vay được hơn 400 triệu lần, thì mình chỉ trả tầm khoảng 130 đến 140 triệu là mình lấy được xe rồi, mỗi tháng loanh quanh 8 triệu. Còn các bác muốn trả ngắn hơn thì tùy, cái đó là lựa chọn của mỗi người thôi. Và tất nhiên lãi suất nó sẽ phụ thuộc vào cái chứng minh thu nhập. Ai có mức thu nhập cao thì ngân hàng nó sẽ cho một cái lãi suất nó tốt hơn ha. Nếu các bác cần biết một cái bảng tính chi tiết hoặc là một cái bảng tính vay trả góp thì các bác cứ kết bạn Zalo, tôi sẽ gửi qua hết cho các bác ha. Đó là thông báo về giá cả rồi. Bây giờ tôi sẽ đi một vòng về cái sản phẩm này, về thông số kỹ thuật cho các bác ngắm ha. Cái video này ngắn thôi, chưa tới 10 phút đâu, các bác cứ tham khảo, bởi vì con Sunny nó chả có gì cả. Giới thiệu một vòng là xong rồi. Thì cái ưu điểm của Sunny là nó rất là rộng, nội thất nó cực kỳ rộng luôn. Lát nữa tôi sẽ cho các bác xem. Đây là phần đầu ha, rất nhiều chi tiết mạ chrome nha, nguyên zin rồi đấy. Đèn thì đèn halogen thôi, không có gì đặc biệt hết. Đèn gầm cũng là halogen. Và cái viền màu đỏ đó, nó chạy dọc quanh xe luôn. Đó là cái bộ body kit nguyên zin nhà máy đã gắn cho cái xe mình rồi. Động cơ sử dụng trên con Sunny này là động cơ xăng 1,5 lít, không có tăng áp, chỉ có 98 mã lực thôi. Đây là bộ mâm 15 inch. Phía trước được trang bị phanh đĩa, nhưng mà phía sau là phanh tang trống. Xe mình là xe sedan, khoảng sáng gầm rất là thấp ha. Chỉ có những cái xe mà CUV hoặc là SUV á, hoặc là bán tải thì khoảng sáng gầm nó mới cao thôi. Gương thì tích hợp xi nhan ha, điều chỉnh điện và gập điện luôn. Còn cái anten đuôi cá kia mình có thể thay bằng cái anten dài mình có thể thay bằng cái anten đuôi cá được. Cái đó không phải vấn đề. Tay nắm cửa mạc rồi. Đây là thông số về tiêu hao nhiên liệu cho các bác tham khảo. Động cơ 1,5 lít thì nó chỉ có nhiêu đây thôi. Động cơ mà 2 lít hoặc là 2,5 lít thì nó mới hao. Với 1,5 lít là dòng xe nhỏ rồi. Sunny là một cái xe mà nhìn vô nó dễ thương, chứ nói đẹp thì không đẹp đâu, nó dễ thương thôi. Nó tròn tròn, tất cả các chi tiết đều tròn. Cái thanh này mạ chrome có sẵn ha. Camera lùi là có sẵn nha các bác. Đây, nguyên zin á, từ nhà máy về là có sẵn camera lùi rồi. Các cái nút tròn tròn này là cảm biến lùi. Cái tên chính xác của nó là XV Premium. Thì tôi sẽ mở cái cốp ra cho các bác xem. Sunny được một cái là rộng vô đối, trong cái phân khúc này là rộng nhất đó, cam kết luôn, không có được cái gì hết á, chỉ được mỗi cái là rộng thôi. Vios hay là Suzuki Ciaz là không có cửa với con này về độ rộng rãi ha. Cái này các bác phải đến thực tế thì các bác mới thấy được cái độ rộng của nó. Trong này nó khi mà tôi quay các bác không có tưởng tượng ra được cái khoảng cách rồi nó. Cái này là bộ thảm lót sàn người ta cho theo xe thôi. Bánh sơ cua nằm trong hết. Đấy, đây là nội thất ha. Toàn bộ bọc da hết. Da trên Sunny thì rất là mềm. Tay nắm cửa bên trong nó cũng mạ chrome luôn. Con này loa thì chỉ có 4 cái loa thôi ha. Khá là đơn giản. Nhựa cứng, này là da. Các bác nhìn như thế này ha. Nhưng mà khi các bác vô ngồi thì các bác mới thấy con này nó rộng kinh khủng. Cực kỳ rộng đối với hàng ghế thứ hai này. Nó có bệ tì tay ở đây ha. Và nó có mỗi cửa gió hàng ghế thứ hai ở đây. Đấy. Còn Sunny thì không có cửa sổ trời đâu ha. Sedan hạng B là nó chưa được trang bị đâu. Đây là hàng ghế đầu tiên. Ghế toàn bộ chỉnh bằng cơ hết. Đây, cái vô lăng rất nhiều người chê bạo giống cuồng xịp. Nhưng mà chấp nhận thôi, bây giờ nhà máy nó làm ra vậy thôi mà. Các bác không thích thì các bác có thể mua xe khác. Còn các bác đã chọn mua Sunny thì phải chấp nhận cái vô lăng này, mình không thay vô lăng được ha. Vô lăng vẫn được may bằng da đàng hoàng ha. Một số phím chức năng đơn giản thôi. Đây là vô lăng trợ lực điện nha, trợ lực điện. Mấy cái nẹp bệ bước chân nè, cái nẹp bước chân lên nó có chữ Sunny là nhà máy người ta gắn á, chứ không phải là đại lý gắn đâu. Đây là cái màn hình cảm ứng ha. Màn hình này nó chỉ tầm khoảng là 6,97 inch thôi. Tầm đỏ thôi. Và một cái màn hình này nó chạy hệ điều hành Android ha, cảm ứng đàng hoàng. Và nó có các cái chức năng nè. Bản đồ này là bản đồ Google Maps mà mình xài như trên điện thoại mình ấy, y chang vậy. Trong này có YouTube rồi hết nè. Các bác có thể kết nối cái wifi đây. Các bác thấy biểu tượng wifi không? Mình chỉ cần mua cục phát wifi để trên xe thôi. Thì cái màn hình này nó y như một cái máy tính bảng vậy đó. Mình kết nối vô mình xem YouTube ở trên này luôn, mình nghe nhạc trên này. Hoặc là mình kết nối Bluetooth cũng được, cái đó thì tùy. Nhưng mà đây là màn hình Android ha. Nó giống như cái màn hình trên Xtrail và trên Terra vậy đó, chẳng qua là nó nhỏ hơn thôi. Nó nhỏ hơn để nó phù hợp với cái không gian tablo này. Điều hòa tự động, nhưng mà cái vòng xoay này nhìn rất là rối, nhiều khi muốn điều khiển là muốn tìm mấy cái nút phức tạp. Chìa khóa 2 cái ha. Để start top đàng hoàng nha. Cùi nhưng mà vẫn được trang bị start top. Còn cần số này thì chịu rồi, xấu quá rồi. Đấy, đơn giản, hộp số tự động 4 cấp nha. Đó, không gian tablo chỉ có nhiêu đầy thôi. À đây, cho bác xem cái màn hình trên này. Đấy. Nhưng cũng được, không đến nổi. Rồi vậy đó. Nó chỉ có vậy thôi, những cái các bác nhìn thấy là được có nhiêu đây thôi đó. Quay hết rồi đó, một vòng mới có nó từng 5-6 phút là hết rồi. Được cái là rộng rãi thôi các bác. Cái xe này bên tôi có xe lái thử ha. Các bác nếu muốn lái thử thì có thể ghé qua bên tôi. Đấy. Nhìn đằng sau tới thì không gian táp lô nó như thế này. Cái nội thất màu này thì nhìn khá là sáng ha. Nhìn rất là dễ chịu. Về trang bị an toàn thì con này nó sẽ được trang bị 2 túi khí phía trước, chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử và phanh khẩn cấp. Nhưng mà nó sẽ không được trang bị cân bằng điện tử, không có cân bằng điện tử ha. Đấy, hết rồi. Rồi các bác nếu quan tâm đến con này, cần xem xe, cần lái thử thì cứ alo tôi theo cái số để trên tiêu đề nhé. Xin cảm ơn các bác.